Sữa không thể thiếu cho sức khỏe gia đình, và chăm sóc sức khỏe gia đình cũng là chăm sóc làn da. Hãy chọn Lifebuoy mới. Vì nay Lifebuoy đã có tinh chất sữa Lifebuoy mới có chất diệt trùng được Viện Pasteur kiểm nghiệm, diệt vi khuẩn, bảo vệ da lâu dài và được tăng cường tinh chất sữa cho gia đình bạn làn da khỏe mạnh hơn. Lifebuoy mới với tinh chất sữa, phương pháp vệ sinh chăm sóc cho cả gia đình.